Tập 13. Sau này, cô phải cố gắng giữ khoảng cách với Lương Nhất Xuyên. Con người cậu ấy hay nghĩ ra mấy chủ ý dớ dẫn. Đâu có. Tôi thấy con người Lương Tổng khá tốt. Hơn nữa hôm nay cũng là do tôi trước. Con người khá tốt. Tóm lại là sau này không có việc gì thì hạn chế tiếp xúc thôi. Sư phụ, anh ghen à? Tôi đảm bảo sau này tôi chỉ có một sư phụ là anh. Đương nhiên là tôi ghen chứ. Lần trước cậu ấy nói với tôi cậu ấy là thầy của cô. Từ nay về sau chỉ có Lâm Anh là sư phụ của tôi thôi. Được. Sư phụ, anh nói gì đi. Nói gì? Nói gì cũng được. Vậy cô đọc mấy câu xoắn lưỡi đi. Được. Anh trai và Đa Đa ngồi xuống chia hoa quả. Anh trai nhường Đa Đa, Đa Đa nhường anh trai. Ai cũng chọn quả nhỏ. Bà ngoại cười vui vẻ. Đến lượt anh. Anh cũng đọc đi. Không. Vậy anh còn bắt tôi đọc. Vậy thế này, tôi làm ảo thuật cho cô xem. Anh còn biết làm ảo thuật à? Nhắm mắt lại. Đây không phải là cánh hoa vừa dứt đi sao? Đó cũng là do tôi biến ra. Nhặt hoa của người khác thì có gì là giỏi chứ. Vậy thì tôi dứt đi. Bảo vệ môi trường. Đọc lại một đoạn. Anh trai và Đa Đa ngồi xuống chia hoa quả. Anh trai nhường Đa Đa, Đa Đa nhường anh trai. Hơi lạnh, cố nhìn chút. Em cũng thật là bị thương mà cũng không nói với anh. Để anh đi đón em chứ. Có gì to tát đâu. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi. Cái gì mà có gì to tát đâu. Xem lại bất cẩn thế hả? Có đau không? Không đau. Anh nói em nghe, mấy ngày nay em bớt đi lại thôi. Anh sẽ đem đi học đón em về. Nghe rõ chưa? Được. Anh để em tự làm. Anh ngồi đi. Em gái, hay là anh đưa em đi ăn gì ngon nhé. Em không đói. Em không đói à? Vậy chúng ta uống nhiều nước nóng. Được. Cái cậu Lâm Nam này cũng thật là làm em gái anh không vui. Vậy anh cũng không đi yên đâu. Anh nói gì thế? Lâm Nam nói với anh rồi. Em đừng cố chịu đựng nữa. Không sao. Không sao gì chứ. Em yên tâm. Anh chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Chắc chắn anh sẽ xử tội Lâm Nam thay em. Đến lúc đó cậu ta phải cầu xin em lòng tiếng với cậu ta. Em không cần anh xử anh ấy. Em cũng không muốn anh ấy cầu xin em lòng tiếng giúp. Em muốn nói với anh là em từ chối anh ấy. Được rồi, được rồi. Là em từ chối cậu ấy. Em gái, nếu em thấy khó chịu trong lòng thì cứ khóc đi. Anh cũng có thể an ủi em. Anh không cần an ủi. Em không thấy khó chịu gì cả. Em sẽ không khóc vì chuyện này đâu. Em như thế này khiến anh cũng muốn khóc theo.
Rõ ràng em thấy ấm ức trong lòng, thì sao phải nhịn chứ? Ở nhà đâu có người ngoài. Anh, em không hiểu anh đang nói gì. Em mệt rồi, em đi nghỉ ngơi đây. Anh đợi em về phòng. Không cần đâu. Được rồi, tôi đã nghe bản lồng tiếng sau khi điều chỉnh. Mọi người đều lồng tiếng rất tốt, đặc biệt là giai tiểu sư muội của Nhất Y. Lương Nhất Y sẽ không lồng tiếng giai tiểu sư muội nữa. Cái gì? Anh không gây chuyện một ngày thì thấy ngứa ngáy à? Tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Thật ra có một người phù hợp hơn. Được rồi, anh không cần nói nữa. Du Lục Hy chứ gì? Sao cô biết? Nghe nói sau khi ta được sinh ra, ta đã ở trong vỏ trứng hơn 100 năm. Những người khác đều nghĩ ta là quả trứng không thể nở. Chỉ có mẹ ta đưa ta lên Lâm Tiên Đài. Sau đó mẹ ta cũng mất. Sư phụ, anh cảm thấy tôi lồng tiếng thế nào? Không phải cô nói cô cần một cơ hội sao? Bây giờ tôi cho cô cơ hội. Cơ hội gì? Cô lồng tiếng tiểu sư muội đi. Sư phụ, tiểu sư muội là nhân vật nữ quan trọng nhất của Lục Giao. Đột nhiên anh bảo tôi lồng tiếng gia tiểu sư muội, anh cảm thấy tôi có đảm nhận được không? Từ lúc chuẩn bị đến khi sản xuất Lục Giao, tôi đã mất rất nhiều thời gian. Tôi cũng hiểu rõ mỗi nhân vật. Trong khoảng thời gian này tôi đã thấy được sự tiến bộ của cô. Tôi tin cô. Cô có muốn thử không? Tôi đồng ý. Vậy chúc mừng cô, tiểu sư muội. Cảm ơn sư phụ. Cậu không sao chứ? Không sao. Lại là cậu à? Đang ở trường, kiểu gì mà cậu chẳng gặp được tôi? Có cần giúp đỡ không? Không sao, tôi tự đi được. Để tôi đỡ cậu đi. Cảm ơn. Từ từ thôi. Cậu trẹo chân nặng thế này, sao không gọi bạn bè tới đón cậu? Có lần tôi bị gãy chân mà tôi còn không nói với anh tôi. Tôi tự tới bệnh viện. Có lúc có những chuyện cần phải tự lực cánh sinh. Điều tại cái người họ Du đó. Nếu không tại chị ta thì chân tôi cũng không bị thế này. Người họ Du? Liên quan gì tới họ Du? Tôi cũng họ Du mà. Xin lỗi, tôi không nói cậu. Tôi nói tới một cô gái tên là Du Lộc Hy. Du Lộc Hy? Du Lộc Hy của hoạt hình Phong Lăng ư? Sao, cậu cũng quen chị ta à? Đó là chị gái tôi. Chị ta là chị gái cậu ư? Hai người nhà họ Du các cậu cứ bu quanh tôi thế này. Cậu làm gì vậy? Lát nữa tôi đưa cậu lên xe. Cậu tự chống gậy về nhà đi. Sư phụ, tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Cô nói đi.
Anh không cảm thấy không để Nhất Y lòng tiếng và tiểu sư muội là quá đáng tiếc sao? Cô ấy giỏi như vậy, chắc chắn sẽ lòng tiếng và tiểu muội rất tốt. Thật ra mấy ngày nay tôi cũng đắn đo về chuyện này. Nhất Y rất xuất sắc, nhưng chính vì em ấy quá xuất sắc mà lại muốn lòng tiếng cả ba nhân vật, cho nên như vậy là không được. Cô ấy xuất sắc quá nên bị thay thế ư? Ai nói lại mấy bị thay chứ? Nhất Y muốn thử thách bản thân mình, cho nên chủ động xin rút. Sao hả? Bây giờ trọng trách trên vai tiểu sư muội đặt lên người cô, phải cố gắng hơn nữa. Yên tâm đi, đồ đệ của anh cũng không kém đâu. Thật không ngờ, bình thường thấy cô lúc nào cũng nhảy nhót cười nói vui vẻ, nhưng khi cô lòng tiếng tiểu sư muội lại có thể nắm bắt được nội tâm nhân vật như vậy. Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ. Anh cảm thấy bất ngờ ư? Thật ra nội tâm của tiểu sư muội luôn thiếu cảm giác an toàn, rất khó để diễn giải tính cách của nhân vật này, nhưng không ngờ cô lại nắm bắt được. Xem ra anh chẳng hiểu tôi chút nào. Vậy cô đoán xem, tôi phải làm sao mới được coi là hiểu cô? Tôi thích gì nhất? Tôi ghét gì nhất? Thứ tôi muốn có nhất là gì? Cảm xúc mỗi ngày của tôi là vui hay buồn, anh đều không biết đúng không? Thấy chưa, anh chẳng biết gì cả. Thật ra anh không hiểu tôi. Nói vậy, người tôi cần hiểu nhất là cô. Tôi cũng không hiểu về sư phụ. Vậy hai thầy trò chúng ta phải hiểu nhau hơn mới được. À, có cái gì trên mũ cô? Tôi lấy giúp cô rồi. Cảm ơn. Sau này cô chính là tiểu sư muội. Con giành được vai rồi. Con giành được vai rồi. Tháp đá trắng xây bằng đá trắng. Đá trắng xây tháp trắng. Tháp trắng xây bằng đá trắng. Xây xong tháp đá trắng. Tháp trắng vừa trắng lại vừa to. Tháp đá trắng xây bằng đá trắng. Đá trắng xây tháp trắng. Tháp trắng xây bằng đá trắng. Nhất Y đại đại, Nhất Y đại đại, cậu đừng đi. Tôi chỉ muốn chụp ảnh cậu thôi. Cậu đừng chạy. Tôi không phải người xấu. Tôi chỉ muốn chụp ảnh cậu thôi. Cậu để tôi chụp ảnh đi. Cậu đừng chụp nữa. Để tôi chụp ảnh. Làm gì vậy hả? Cậu không sao chứ? Không sao, cẩn thận đó. Có biến thái thật à? Lần trước tôi đã nói với cậu rồi mà cậu không tin. Đi, đi báo cảnh sát. Không được báo. Vì sao? Vì tôi là người của công chúng, là thần tượng. Cậu là thần tượng gì? Tôi là diễn viên lồng tiếng Lương Nhất Y. Thôi đi,
nói với khúc gỗ như cậu thì cậu cũng không hiểu. Thần tượng? Sao thần tượng lại không được báo cảnh sát? Vì có rất nhiều người quan tâm tới cuộc sống của tôi. Nếu bây giờ tôi đi báo, người ta sẽ nghĩ là cậu ta đã làm gì tôi rồi. Tóm lại là không phải chuyện hay ho gì. Tôi giúp cậu. Cậu giúp tôi thế nào? Tôi là Du Tiểu Thiên, thiên tài khoa IT của Đại học Ninh Thành, trợ giảng do trưởng khoa chỉ định đặc biệt, đạt giải cuộc thi IT quốc tế dành cho sinh viên. Cậu đừng nói nữa. Cậu còn nói nữa, lát nữa vào lớp tôi lại không nhớ được bài. Tôi đi trước đây, bye bye. Cậu ấy còn chê mình nhiều lời. Phí công tôi giúp cậu. Nhất Y. Nhất Y. Sao cậu đến đây? Mình nói cậu nghe một chuyện. Cậu xem này, đây có phải là fan cùn bám theo cậu không? Chính là cậu ta. Mình nói cậu nghe, hắn bị bắt rồi. Hắn là tên biến thái. Hắn đã đăng ký một tài khoản cá nhân trên diễn đàn, đăng toàn ảnh chụp trộm các cô gái. Kết quả là hắn bị đại thần hack nick, rồi báo cảnh sát và bị bắt. Đại thần? Cậu có biết đại thần tên gì không? Cái này thì mình không biết. Nhưng mình nghe nói là thiên tài của khoa IT Đại học Ninh Thành chúng ta. Đúng là hiệp sĩ. Không phải là cậu ấy chứ? Tôi giúp cậu. Tôi là Du Tiểu Thiên, thiên tài khoa IT của Đại học Ninh Thành, trợ giảng do trưởng khoa chỉ định đặc biệt. Nhất Y. Nhất Y, chúng ta đi thôi. Phải đi thu âm rồi. Đợi mình một lát. Được, mau lên. Hai anh em trai ngồi trên sườn dốc. Một con ngỗng nằm trên dốc. Dưới con dốc có một dòng sông. Anh trai nói lòng sông rộng rãi. Em trai nói con ngỗng thật béo. Không biết là con sông cuốn đôi con ngỗng hay là ngỗng bơi qua sông. Ngày nào chị cũng ríu rít cả ngày như vậy. Chị và em trai ngồi trên sườn dốc. Một con ngỗng nằm trên dốc. Dưới con dốc có một dòng sông. Chị gái nói lòng sông rộng rãi. Em trai nói con ngỗng thật béo. Không biết là con sông cuốn cho con ngỗng hay là con ngỗng bơi qua sông. Tập trung đạp xe đi. Chị gái nói lòng sông rộng rãi. Em trai nói. Em trai nói chị ồn ào quá. Tiểu Thiên, 800 tiêu binh tiến về phương Bắc. Pháo binh xếp hàng chạy về phương Bắc. Pháo binh sợ rồi. Bố, sao bố lại về? Bác, bác về rồi. Sao bố lại về à? Con gái bố sắp lòng tiến cho vai nữ chính, đương nhiên là bố phải về chúc mừng chứ. Bố, con vẫn chưa bắt đầu mà. Chúng ta phải khiêm tốn, khiêm tốn. Khiêm tốn gì chứ? Bố nói là con làm được thì chắc chắn là con làm được. Lần đầu tiên chị con lòng vai chính, cháu thấy chưa chắc đã thành công đâu. Im ngay. Các anh chị trong nhóm ơi, nói cho mọi người một chuyện vui nhé. Không phải là con gái tôi lấy chồng. Phải, con gái tôi. Đừng, bố ơi. Con gái tôi sắp lồng tiếng dây nữ chính rồi. Tác phẩm lớn đấy. Đừng gửi. Bố gửi rồi à? Bố, bố làm vậy sẽ tạo áp lực cho con đó. Áp lực gì chứ? Bố nói con nghe. Này, gửi vào nhóm gia đình của nhà họ Du chúng ta chưa? Bác ơi, bác gửi rồi. Cháu đã thấy các cô chú đăng trên WeChat rồi. Xe rồi à? Bác, cháu đói rồi, làm gì ăn đi bác. Được, mang thực phẩm vào trong bếp đi. Vâng. Sao hả? Con cũng muốn giúp. Không được, con phải giữ sức. Giọng của con rất quan trọng. Trong phòng bếp khói dầu nhiều lắm. Bố, con hiểu rồi. Bố, con muốn ăn bánh tổ chưng, tai gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay. Bố, sao bố lại quay lại? Con gái, bố không biết làm món tai gấu hấp. Bố chỉ biết hấp màn thầu thôi. Bố, con sẽ cố gắng mà. Được, được. Con muốn ăn gì bố sẽ nấu cho con. Vào đi. Lâm Nam,
Anh nghĩ lại đi được không? Anh chắc chắn muốn để Du Lộc Hy lòng tiếng nhà tiểu sư muội chứ. Hoàn toàn ngược lại với những gì cô nói. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Được. Ít nhất cũng phải đợi có bản lòng tiếng đầy đủ rồi mới công bố đổi người ra bên ngoài. Không được. Làm như vậy rất bất công với Du Lộc Hy. Ngoài ra nếu chúng ta tiếp tục dùng danh nghĩa của Lương Nhất Y, như vậy sẽ gây tổn thương lớn cho Nhất Y. Người nói muốn đổi Lương Nhất Y là anh. Người sợ làm cô ấy tổn thương cũng là anh. Kiểu gì anh cũng nói được. Châu Na, cô phải hiểu tôi mới đúng chứ. Tôi làm những điều này đều là vì Lục Giao. Anh thật sự không hiểu. Bố, bố đừng làm nữa. Bố uống nước đi, con đi rửa bát. Tiểu Thiên, cháu xem bác đã nấu cơm rồi. Vậy thì cháu nên rửa bát đi chứ. Vậy chị cháu làm gì? Chị lo phần ăn. Sao lại thế? Vừa nãy người nhặt rau rửa rau là cháu. Giờ cháu phải rửa bát à? Cháu đừng nói vậy. Bình thường cháu toàn sang đây ăn ké. Bảo cháu làm việc là có ý gì? Cháu không hiểu sao? Bởi vì cháu không phải là con của bác chứ gì. Đúng đó, tự em nói đấy. Hơn nữa, em dùng máy rửa bát, đâu có tốn sức mà lại rửa sạch, đúng không bố? Được. Người dưới mái hiên phải cúi đầu. Rửa sạch. Được, rửa cho sạch nhé. Chúng ta đi dạo thôi. Lau sạch cả bàn bếp nữa nhé. Đợi chút. Làm gì vậy? Bố không lạnh. Không được. Bố bị cảm thì sao? Đáng yêu lắm. Đi thôi. Đi. Lão Du, đi dạo bộ à? Các anh chị hàng xóm, con gái rượu của tôi vừa hoàn khăn cho tôi đấy. Đáng yêu không? Đáng yêu lắm. Dễ thương lắm. Nói cho mọi người một tin vui. Con gái tôi nhờ nỗ lực cố gắng mà được nhận vai nữ chính rồi. Được lòng tiếng vai nữ chính à? Vai nữ chính đó. Tôi nói mọi người nghe. Có kinh ngạc không? Kinh ngạc. Bất ngờ không? Bất ngờ. Không bất ngờ. Không bất ngờ. Phải đó. Lão Du, con gái của anh giỏi quá. Đúng không? Phải đó. Có tiền đồ lắm. Tôi nói anh nghe. Bố ơi, đi bộ thôi. Bố con cháu đi bộ đây. Tạm biệt cô chú. Bố, bây giờ bố không thể khiêm tốn hơn sao? Bố muốn khiêm tốn, nhưng thực lực hiện tại của con không cho phép. Đúng rồi bố. Chuyện lần trước của bố thì sao? Chuyện gì? Bố đừng giả ngốc. Con mà không giới thiệu cho bố đó, người đó không được. Sao lại không được? Con đã xem ảnh rồi. Con thấy cô ấy cũng đẹp mà. Đẹp thì đẹp, nhưng mà bà ấy nhảy nhót quá. Con thấy đó, bố không hay ở nhà. Bà ấy cứ hay nhảy nhót như vậy, rồi chạy theo người khác. Vậy không được. Chúng ta phải tìm một người đảm đang, đáng tin cậy. Đợi con gái bố lấy chồng rồi, bố sẽ lo việc chung thân đại sự của bố. Con không lấy chồng. Con không lấy chồng. Không lấy chồng. Bố cũng không lấy. Con ở nhà ăn bám bố. Ngày mai sẽ lồng tiếng chính thức. Có sư phụ hướng dẫn mình, ngày mai nhất định mình sẽ lồng tiếng tốt. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi dưỡng sức.
Hi hi, chào buổi sáng. Chào. Alo, Linh Linh. Tôi vừa tới công ty, sao vậy? Lộc Hy, cuối cùng cô cũng tới. Trương Tổng bên phía đầu tư đang đợi cô ở phòng thu âm đó. Trương Tổng. Bonus. Đại sư huynh, ta thật sự có thể xuống núi sao? Ta thật sự có thể tự mình xông pha giang hồ sao? Sư huynh nói muội có thể thì muội có thể. Đại sư huynh, ta không nỡ xa huynh. Được rồi, cho dù con đường phía trước nguy hiểm đến mức nào, sau này một mình muội sẽ phải xông pha. Đi đi.